về xuôi, kẻ ham phú quý người đòi đỉnh chung. Lữ hành khi đã sang sông, có ai còn nhớ đến ông chèo đò? Lão chẳng mong chi, cũng không đợi không chờ, cơm hỏng canh rau ngày hai bữa, manh áo tồi tàn lão dại nắng dầm mưa. Mặc dù tuổi đã già nua, vẫn còn chèo nổi con đò sang sông. Tay còn tỏ, mắt còn tinh, bàn chuyện nhân tình lão chẳng nhượng gì ai. Được anh, cũng tạm ổn phải không? Dạ, hai câu, mới hai câu nha. Mới hai câu, còn giọng cổ nó sáu câu rồi. Hả? Rồi, chơi luôn ha. Được sao? Lỡ rồi anh em mình đã rồi. Không đã hồi ngộ lâu rồi. Quá. Lại quá. Hai năm rồi, phải ít đâu. Thời thu lành, gió đưa hàng lao lách, nửa chiều rồi, đò vắng khách sang sông. Ngồi trầm ngâm, nhìn nước bạc xuôi dòng, lão bỗng thấy cõi lòng sao trống trải. Chim bay về nuôi tôi rồi, lão lo xúc gạo rửa nồi nấu cơm. Bình minh rồi lại hoàng hôn, năm cùng tháng hết lo buồn mà chi. Sứ đời sanh ký tử quy, mới xuân sanh đó già thì đến nơi. Sông dài mấy bận đầy dơi, thế gian mấy bận đổi dời trăng đen. Vô này mới mệt nè. Mười mấy năm qua mấy mùa khói lửa, lão đã chứng kiến biết bao nhiêu cảnh hừng dông của thế sự thăng trầm. Nước mắt già nua pha lẫn nước xuôi dòng, bất giác lão đưa tay sờ lên mái tóc, mà sao cuộc ba đào nó đã trụi lũi hết trơn. Chuyện đời như cánh phù du, sớm còn tối mất giả sầu mà chi. Sáng giàu như án mây bay, mới vừa thấy đó phủi tay không còn. Nước giữa dòng có khi trong khi đục, người ở đời có lúc nhục lúc vinh. Gặp ai vô sự như mình, đò ngang một chuyến, đò ngang một chuyến mặc tình nắng mưa. Thân già gạo chở nước sông, khỏe thì đưa khách, mệt nằm xả hơi. Sáng giàu mặc kẻ đua bơi, công danh như thế bèo trôi giữa dòng. Ai dạy ai khôn, ngẫm lại cũng không bằng đời của lão. Con trời con nước còn non, còn cây đa cú còn ông chèo đò. Thanh Điền làm mũi đèn mệt quá. Cái này là phải vỗ tay mới được, không vỗ tay là ảnh dù quá. Chơi lại luôn á, làm liều luôn á. Trời ơi, hát toát mồ hôi luôn á. Nhất là hát nó không có rượu bia đó, khó hát dễ sợ luôn. Bởi vậy cái này là phải hát là phải vậy luôn mới được. Rồi bể tiếng luôn, sáng mai nghỉ học giáo an luôn. Bây giờ là bữa nay cố gắng ở đây dùng miếng lẩu chai cái này coi thầy nói nha, chứ không phải là Thanh Điền nói nha. Chà, vậy hả? Dùng chừng ít của ít lòng nghèo của thầy, tại vì thầy đãi mà không ăn thì coi chừng mang đãi mà không ăn là coi chừng mang tội luôn. Thôi dạ thưa, kính thưa quý khán giả, hôm nay gần 2 năm quay trở lại Thúc Nốt, gặp lại Thanh Điền. Rồi thương quá. Thật sự là có những cái cuộc gặp gỡ mà nó gọi là nhân duyên. Có duyên thì mới gặp, mà có nợ thì mới đi nhau đường dài được. Và đúng là mình với anh Thanh Điền
Sông Điền chắc cũng có một chút nợ, có chút có duyên thì có rồi đó, mà chắc cũng có một chút nợ. Dạ. Cho nên hy vọng là hai anh em tôi sẽ làm được một cái chương trình show diễn cuộc đời để gửi đến tất cả quý khán giả gần xa. À, cái chương trình này thì chắc quý vị các bạn cũng biết là mình đang cố gắng đi tìm kiếm những cái nhân vật giống như anh Thanh Điền, đam mê nghệ thuật, còn tài năng như thế nào là để cho quý khán giả đánh giá. Yeah. Đúng không? Ừ. Đó, nhưng mà mình sẽ cố gắng làm một cái chương trình để cho anh để kỷ niệm. Và một cái chương trình mà khán giả đến xem thì mua vé tùy tâm, bao nhiêu cũng được để ủng hộ cho anh. Cái thứ hai nữa là hy vọng rằng là tiếp tục một cái chương trình nữa được nhận được sự ủng hộ của tất cả các mạnh thường quân của Việt Nam mình trên toàn thế giới, giống như Tiến Rao vậy. Và đây là một trong hai nhân vật đầu tiên. Sáng nay mình đã gặp chú Hai Liêm và bây giờ chiều nay mình gặp chú Thanh Điền. Và đây là sẽ hai nhân vật đầu tiên, mỗi người một tập. Quý vị các bạn đón theo dõi trong thời gian sớm nhất. Và rất rất mừng là chương trình này là được lên sóng của truyền đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Đó, chứ, dạ chứ có không lên phải, có lên luôn. Đó, cái này hay nè. Dạ, chứ không phải là chỉ một chương trình phát trên YouTube bình thường đâu. Ha ha ha. Ha ha ha. Dạ. Chương trình bằng máy. Dạ HTV 7. À. Đó. Tao nói HTV máy mà tao nói chữ H của nó hoài nó không ra. Rồi vậy hen. Rồi giờ xin chào tạm biệt quý khán giả. Chào sao? Rất là vui. Chơi chứ không không ở đây sao? Không có đang ăn lẩu sao? Dạ chắc phải chạy về của anh, sợ giờ trễ quá. Học thầy. Chắc vô chào thầy, chào thầy. Vô chào thầy. À, cho nói câu này coi. Dạ nói đi. Nói cái này là cũng như là cái chị này là cũng nhờ thầy. À rồi nhờ. Dạ. Thầy đã tạo điều kiện cho có cái chỗ này đang cho Thanh Điền và Vũ Điền gặp nhau. Dạ. Và dầu gì cũng chi ơn cảm ơn thầy nhiều lắm, rất là nhiều. Dạ. Dạ. Đừng cắt đoạn này nữa. Rất là hài luôn. Dạ, nhưng mà thầy trụ trì ở đây không anh thầy đi đâu mất tua rồi không biết. Không, nhưng mà anh nhớ tên không? À, sư phụ là thế là sư Thích Nữ Ái Liên hả? Thắng Liên, sư Thích Nữ Thắng Liên. Dạ. Cũng xin thông qua cái video này xin gửi lời cảm ơn sư Thắng Nữ. Dạ, ni sư Thắng Nữ Thích Liên. Thích Nữ Thắng. Dạ là mình già rồi đó. Thích Nữ Thắng. Dạ. Dạ xin gửi lời trân trọng cảm ơn đến ni sư Thích Nữ Thắng Liên đã tạo điều kiện cho anh Thanh Điền, ông anh Vong Niên của Bửu Điền được có một cái nơi mà tá túc của nó thanh tịnh như vậy nè, mát mẻ dễ chịu. Dạ rồi cũng có chỗ để mình đi tìm ảnh, chứ còn không là mình cứ leo phêu mình đi tìm ảnh hoài tìm không ra. Dạ xin một lần nữa cảm ơn ni sư và cảm ơn chùa Long Sơn ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, và hy vọng rằng là sẽ còn có nhiều duyên hơn nữa. Dạ. Hiền. Dạ. Dạ. Hay nè. Trước khi đến đây